Máy hàng mic Fuji 270 này theo nhiều yêu cầu của anh em yêu cầu test với chức năng hàng mic có ký đi. Tuy nhiên thì bình khí mình vừa mới hết nha anh em, nên là mình sẽ sử dụng hàng mic không ký, anh em mình xem đỡ nha. Máy hàng mic 270 này mình đang hàn ở kim liệu sắt dày khoảng tầm là 2 ly với cuộn dây hàng không dùng khí nặng 5 kg. Mình cũng chỉ là tay ngang thôi nha, nên là hàng hơi xấu, anh em góp ý mình xin cải thiện thêm nha. Máy hàng mic 270 này á, anh em mình có thể hàng que, hàng mic có khí và hàng mic không khí đều được hết đó nha. Ưu điểm và nhược điểm của dòng máy hàng mic có khí và không khí ra sao? Máy hàng mic có khí á, mỗi hàng sạch sẽ, đẹp, nhưng mà bất tiện ở chỗ khi mà anh em mình hàng ở công trình hoặc là nhà xưởng rộng phải di chuyển thêm bình khí CO2 nữa, nên là rất là cồng kềnh và khó di chuyển. Còn máy hàng mic không dùng khí thì như thế nào? Máy hàng mic không dùng khí thì tiện lợi cho việc di chuyển nè, nhưng mà khi mà hàng, lửa hàng sẽ đốt cháy loại thuốc ở bên trong cùng dây hàng á, từ đó bột loại thuốc nó phủ ở trên vật liệu hàng, nên là thay mối hàng bị dơ và không được đẹp. Nên là vì vậy á, sau khi mà anh em mình hàng á, anh em mình cần phải dùng máy mài và mài sơ cho mối hàng đẹp hơn nha. Và đây nè, đây là mối hàng thực tế mà mình vừa mới hàng xong luôn, anh em mình hãy xem thử nha.